RC tất flycam F22 của anh Bora. Máy của anh thì em tiếp nhận thì có gimbal hoạt động. Để em fix lại anh nhé. Đây, gimbal đồ bộ hoạt động bình thường anh nhé. Hình ảnh chuyên về. Đấy, em dùng lắc cái flycam này thì hình ảnh chuyên về không bị giật nhé. Tại máy chưa bắt được GPS nên là em chưa bay được. Đợi một lúc. Hoặc là bây giờ em sẽ tắt cái GPS đi để bay thử lên rồi. Đây, động cơ quay bình thường nhé. Đây ạ, nó bay lên giữ vị trí ổn định rồi. Ở đây em tắt GPS rồi. Hơi chung một tí. Test xem GPS nào. Đây. Không được. Đây, GPS hiện 6 điểm đây rồi nhé. Bắt hơi lâu tí khu vực này ấy. Kém GPS. Đây thì máy anh hiện tại cũng hoạt động ok rồi. Em sẽ gửi trả lại máy anh nhé.